Dạ, mến chào tất cả quý vị khán giả và các bạn nha. Chúc quý vị có ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Do nãy giờ là có công việc đó, mình với anh Tùng mình đi khá là xa mới quay trở lại được. Ở đây thì xưa cây sung này cũng được hết một nhánh lớn rồi. Nên là mình quay nó có cái sung nào như quý vị thông cảm nha. Rồi anh Sang anh đang cưa cây sung trái rất là nhiều luôn. Thì mình nghe chú nhà nói thì cái cây này nó rụng nhiều quá, với lại cũng không cần sử dụng cái trái này nhiều á, nên là cưa bỏ luôn. Nhưng mà không biết là cái cưa hay là mấy nhánh thôi, thì mời quý vị cùng theo dõi clip với mình nha, để coi quá trình cưa của cái cây sung của anh Sang. Anh Sang là đệ tử của anh Tùng Vũ Khỉ nha quý vị. Anh Sang là một trong những thợ cưa, một trong những đệ tử giỏi nhất của anh Tùng. Cây sung này á, thì mình không biết ở vùng miền khác như thế nào, chứ ở vùng miền Tây của mình á, là thường vào những dịp như Tết là họ sẽ trưng trên cái mâm ngũ quả, là trong đó có cái trái sung này nè. Ngũ quả thì gồm 5 loại trái cây, thì trong đó có trái sung này. Và về đi học á, thì cái trái sung này á, mình ăn á, giúp trị được bệnh bao tử nha quý vị, hỗ trợ trong việc điều trị bệnh bao tử. Trái sung này còn sống á, thì nó có vị chát, khi mà nó chín rồi á, thì nó rất là ngọt và rất là thơm. Quá chừng trái luôn rồi. Trái sung này thì nó có một cái đặc điểm là trên cái thân cây nó cưa ra mủ rất là nhiều. Cái sung sống á quý vị mà hái á, cái cuốn của nó mủ rất là nhiều. Mủ của nó giống như là mủ bích, nhưng mà nó lớn hơn. Mình đang nắm một chùm trái nè. Wow, rụng quá trời rụng mà. Đó, một trong những đệ tử, những người học trò của anh Tùng. Mình qua nhiều lần mà được đi chung với anh Sang á, thì mà làm việc mình thấy thì mình nghe anh Tùng nói thì anh Sang có thể nói là một trong những người đệ tử giỏi nhất của anh Tùng nha. Làm rất là giỏi và tích rất là bền. Bớt mấy cái trái. Cây này thì mũ dữ dội lắm quý vị ơi. Anh cắt quý vị thấy nè, cái mặt cắt của anh là mặt cắt ngang lên trên mà mũ nó chảy xuống này, như là mũ bích vậy đó. Nên cưa đó, trái nó không có rụng xuống nhiều á, với lại nó rụng lên đất ngà đó, cho nên là ảnh tuốt bớt mấy chùm, với một phần là để có cái chỗ bám đều để leo lên. Có mấy cái chùm trái vậy thì bám cái tay không có được.
Do là cái cây này là phải cưa từng nhánh nhỏ xuống, tại vì ở dưới có cái nhà ở dưới á, và ngay cái nhánh phía dưới nhánh anh Sang đang leo là có một cái cây khế kiểng. Cây khế kiểng người ta đang uống luôn, đang cho làm tược á quý vị, đang làm tược non á, cho nên là phải cưa rất là kỹ lưỡng nha quý vị. Chị thấy không, cái nhánh rớt xuống sát với cái khế luôn. Thì cái cách cưa cây á, thì mỗi người có một cái cách cưa khác nhau, cho dù thầy trò hay là bất cứ người thợ cưa nào thì mỗi người đều có một cái cách cưa, một cái bí quyết cưa khác nhau. Nhưng mà anh Sang thì cũng có một số cái thế cưa khá là giống anh Tùng. Cái cách mà anh kẹp cây á, kẹp chân vô cây á, hoặc là anh dựa vào cái nhánh anh cưa á, là có những cái thế rất là giống cái cách cưa của anh Tùng nha quý vị. Có một đoạn rừa dớt rớt xuống cây minton. Minton để trong cái đống giống như cái đống vật liệu á. Rất như cái mái nhà người ta gỡ xuống đó, để trong kho. Cái khúc này là nó nằm ngay trên cây khế ở dưới đó. Thì lúc nãy anh Tùng với mấy anh em đi vào trong Nam Sài Gòn á để cưa mấy cái sao á, thì ở đây không biết là bác chủ nhà có thay đổi cái ý định là cưa cái cây này thành mé không thì mình không biết, nhưng mà mình thấy anh Sang anh đang chừa chừa mấy cái nhánh này, và có khả năng là cái cây này sẽ không có cưa luôn cái gốc mà chỉ là mé thôi, để sau này nó ra tược lại. Lúc nãy thì lúc mình về thì anh Sang anh cưa được nhánh rồi, cho nên là cũng chưa có hỏi được. Trái rất là nhiều luôn. Hình như là xong rồi đó quý vị. Giờ chắc là anh sẽ xuống cái nóc nhà anh dọn mấy cái nhánh. Có một cái nhánh lớn anh thả, hai cái nhánh anh thả xuống trên cái mái nhà. Giờ cưa nhỏ ra. Những người học trò mà phải nói là giỏi của anh Tùng á, và ai cũng có cái thể hình gọn nhỏ gọn giống như anh vậy, nên leo trèo rất là giỏi và có thể leo trên mấy nhánh nhỏ nhỏ vậy, leo rất là nhanh mà an toàn hơn.
Vậy là cái cây này mé nhánh thôi quý vị, về là xong rồi đó. Thì anh sang anh xuống anh cưa nhỏ cái nhánh này nữa là xong rồi. Mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái kênh của mình trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.